Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2023 của Hưng Yên xếp thứ 10 cả nước, thu ngân sách vượt dự toán cả năm, hoạt động dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đó là những điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên được đánh giá tại cuộc họp các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính chung 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của Hưng Yên ước đạt 8,61%, xếp thứ 5 khu vực đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 10 cả nước. Dự kiến cả năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là tăng 9%. Thu ngân sách đạt trên 24.000 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kỷ lục gần 18.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với dự toán và tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt trên 64.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối kinh doanh bất động sản với hai ông lớn là tập đoàn Ecobank và Vinhome bàn giao khối lượng nhỏ khá lớn nên dẫn dắt đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm, được dự báo sản xuất công nghiệp có cải thiện song mức độ còn hạn chế. Kinh doanh bất động sản tiếp tục có đóng góp lớn vào tăng trưởng nhưng sẽ không có đột biến so với cùng kỳ. Động lực chính cho tăng trưởng những tháng cuối năm được xác định là ngành xây dựng với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có kế hoạch vốn kỷ lục trên 12.000 tỷ đồng. Một động lực nữa là từ bất động sản công nghiệp sau khi hàng loạt khu cụm công nghiệp mới được triển khai và nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư thời gian qua được tỉnh tích cực tiến hành cả trong và ngoài nước. Trên cơ sở những phân tích đánh giá đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu thực hiện quyết liệt 4 nhóm giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa nhằm đạt mục tiêu như kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ở các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp. Đấy là cái nhiệm vụ thường xuyên, đẩy mạnh cái giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn ở các dự án đầu tư công trung hạn. Cái này rất chậm, do vậy yêu cầu là phải đẩy nhanh cái này và tháo gỡ khó khăn. Nội dung này chủ yếu là các huyện phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và tập thể cấp ủy chính quyền ở các cấp, phải cả hệ thống chính trị vào cuộc thì chúng ta mới giải quyết được. Năm nay Thủ tướng giao là 12.060 tỷ đồng. Cái số lượng là chúng ta đạt trên 6.000 tỷ đấy. So với đại cùng kỳ năm trước về số lượng tuyệt đối thì gấp hơn 2 lần. Nhưng mà so với năm nay thì chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ thì chúng ta đạt cái 50%, tức là rất thấp so với lại trung ương, còn thấp hơn cả trung ương đấy. Từ nay cuối năm phải rất quyết liệt. Thì có 3 tháng nữa là hết rồi. Và các chủ đầu tư là cam kết là đến 31 tháng 12 là trên 95%. Tối thiểu lại các đồng chí hứa hết rồi đấy. Mà đến mỗi một tháng kiểm điểm lần thì các đồng chí phải rất là nghiêm túc cái đó. Tập trung này, định giá đất này cho các doanh nghiệp đã bàn giao đất. Những cái nào mà đã bàn giao rồi thì không phải định giá đất sớm đi. Ta cứ làm đúng làm đủ chẳng ngại gì cả. Quyết tâm quyết liệt mà làm. Thứ hai là cục thuế tỉnh phải tập trung cái việc tính toán sớm, đẩy nhanh cái việc sớm tính định giá đất để thông báo giá đất cho các doanh nghiệp phải nộp. Tập trung đấu giá đất các huyện, thành phố, thị xã theo kế hoạch đã đặt ra. Hiện nay là kế hoạch các huyện rất là yếu kém. Các huyện chỉ đấu giá, nếu mà tính thế này thì theo cái đặt ra thì các đồng chí chỉ chiếm chưa được 50% đâu. Tiền đất của năm 2023 của chúng ta là 9.000 tỷ cơ mà. Thế mà bây giờ chưa được 4.000 tỷ. Như vậy là chúng ta còn hơn 5.000 nữa. Là phải từ giờ đến quý 4 là chúng ta phải đạt kế hoạch. Cơ bản nhất trí với đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của 16 cơ quan, đơn vị địa phương với tổng số gần 490 tỷ đồng. Nhưng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư này phải giải trình, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm vì sao phải đề nghị giảm kế hoạch vốn, chuyển nguồn vốn. Phiên họp cũng xem xét và thống nhất kế hoạch chỉ đạo tổ chức hội khỏe phù đồng các cấp tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 và tham gia hội khỏe phù đồng khu vực và toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 cùng một số nội dung khác.